Thưa quý vị và các bạn, ngược dòng Hiểu Giang lên địa bàn huyện Cam Lộ, làng An Thái nằm về phía cánh tả của dòng sông. Nơi đây được biết đến bởi có nghề ép dầu sở. Trong chuyên mục Đất và Người Quảng Trị tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với làng An Thái để tìm hiểu thêm về nghề ép dầu sở. So với nhiều làng trên địa bàn huyện Cam Lộ, thì làng An Thái được hình thành muộn hơn các làng khác. Theo phủ biên tạp lục của Lê Quỷ Đôn, lúc mới thành lập có tên là phường Khang Thái. Đến thời Nguyễn, phường Khang Thái đổi tên thành phường An Thái. Làng An Thái từ xưa đã nổi tiếng với nghề ép dầu sở, dầu lai và dầu phùng truyền thống. Đến nay, nghề ép dầu lai để thắp sáng đã mất hẳn sau năm 1975 do nhu cầu thị trường không còn sử dụng. Nghề ép dầu phùng cũng dần mai một do nguồn nguyên liệu đã được các doanh nghiệp thu mua. Hơn nữa, các loại dầu ăn như dầu nành, dầu phùng ngày càng phong phú, tràn ngập thị trường, giá cả lại vừa phải, nên người dân không tiến hành ép để tiêu thụ. Riêng nghề ép dầu sở và sản phẩm tinh dầu sở của làng An Thái vẫn được nhiều người dân Quảng Trị truyền tụng và sử dụng. Sản phẩm làm ra không đủ để cung cấp cho nhu cầu sử dụng của người dân địa phương quanh vùng. Làng An Thái thì có một cái nghề truyền thống, đó là nghề trồng cây dầu sở và ép dầu sở. Thì từ ngày xưa thì cái nghề này được cháu từ của thôn An Thái là để lại, và đến nay thì ngày xưa thì số hộ làm rất đông, nhưng đến nay thì cái số người, số dân mà tham gia làm cái nghề này thì cũng một càng ngày càng mai một đi. Nhưng mà để cái phát huy và giữ gìn lại cái nghề này thì thôn cũng vận động tuyên truyền bà con để là giữ gìn lại cái nghề này. Và cũng tuyên truyền vận động bà con là tăng cường cái sản xuất về cái cây này. Và cái đặc biệt là cái dầu sở này là cái chất lượng dầu rất là tốt. Thì là cái dầu này là rất là tốt. Và thôn cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề là mở rộng cái diện tích trong cái dầu sở này. Theo người dân địa phương, cây sở được thực dân Pháp đưa qua để trồng ở những đồn điền vừa được khai phá. Chúng rất hợp với những nơi có đất đỏ Ba Gian, vùng đồi và trung du ở Cam Lộ và Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh. Sở là cây thuộc họ chè, cao từ 4 đến 6 mét, sống lâu có thể hàng trăm năm. Cây sở có thân cứng, ưa sáng, yêu cầu về đất đai không cao lắm vì nó là loài cây có tính thích ứng cao. Sở tái sinh bằng hạt và chồi rất tốt. Cây sở có hai loại, sở chè và sở vả. Sở chè lá nhỏ, cành lá rậm rạp, sai quả nhưng quả nhỏ. Tỷ lệ dầu ít nhưng nhiều quả nên sản lượng lại cao. Sở vả thì lá to, cành lá thưa hơn, quả to nhưng ít, tỷ lệ dầu cao, song ít quả nên sản lượng thường thấp. Người dân thường thích trồng sở chè. Sau khi trồng được từ 5 đến 6 năm thì sở ra hoa, kết quả. Sở ra hoa tháng 11-12 âm lịch, hoa sở có màu trắng, các cành giống hoa chè. Vào tháng giêng có quả non, quả chín vào tháng 8, tháng 9 năm sau. Khi quả chín, vỏ quả từ màu xanh chuyển sang màu vàng hoặc vàng xám là thu hái được. Quả sở có thể hái trên cây nhưng có thể nhặt khi nó đã rơi rụng xuống đất. Sau đó đem phơi và hấp lên rồi ép. Bồng ép dầu được làm bằng gỗ nhưng chủ yếu là gỗ cây trai, mít hay là cây vải. Cấu tạo bồng ép gồm có 3 phần: đế, bàn ép và công. Cách ép dầu rất thủ công và khá đơn giản. Trước tiên, bỏ bánh dầu vào giữa hai bàn ép, lắp phần công vào, sau đó cho hai chốt nêm vào hai phía của rãnh công, lấy đuôi vô đóng xuống. Tiếp tục chêm hai cái tiếp theo. Càng chêm chặt bao nhiêu thì lực ép vào bánh dầu càng lớn. Tinh dầu sẽ chảy qua đường rãnh và vào dụng cụ chứa dầu. Ép cho đến khi lượng tinh dầu ở bánh không còn nữa, lúc đó mới tháo nêm và cong ra để lấy bánh dầu ra khỏi bồng. Sau đó lại tiếp tục ép bánh khác. Năm 76 là tôi lên đấy, là có cái dầu sở này là thân hoang vũ, mà còn là bà mẹ tôi là bữa nay là 93 tuổi rồi, bà phát xong rồi là
là hành ra hoa ra quả, quả thì buổi nữa là có đi nhặt về, phạt đi nhặt về là đem vô ép, không có cái là buổi nữa không có cái bồn ấy đi nữa, là tôi là đi ép nhà họ, cuối cùng là đi còn lườm quá nhiều đi về thằng con tôi làm thợ mộc có bữa hành động kỳ kỳ ní bơ, tôi ép bơ dân làng nói chỗ mua họ có cái bồn đi ra họ tới họ ép hết sản phẩm của tôi làm ra là có chứ không có đi bán ở chợ, mà người là họ nghe động nghe ép cái là họ tới họ dành một người là 2-3 lít. Thường mỗi bông sẽ bỏ được một bánh dầu và mỗi bánh ép được 1 lít tinh dầu sở. Khi ép xong cần phải lọc lớp cặn bã bằng vải thô hay lớp màn mỏng. Dầu sở có màu vàng sẩm, dù để bao lâu vẫn không thay đổi và ngả màu. Đây là loại phù gia rất tốt cho sức khỏe. Theo giá thị trường hiện nay, 1 lít dầu sở khoảng 200.000 đồng. Tuy nhiên, người dân An Thái sản xuất vẫn không đủ lượng để phục vụ nhu cầu cho nhân dân gần xa. Trước đây, dầu sở, ngoài việc phục vụ cho nhu cầu chế biến thức ăn, nó còn là nguyên liệu để thắp sáng trong các hộ gia đình bên cạnh tinh dầu lai. Chỉ cần đổ dầu vào một sành, vẫn tim đèn bằng vải, người dân có thể thắp sáng trong gia đình. Nó rất tiện ích và không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Nên ngày nay, trong dân gian vẫn lưu truyền câu ca dao. Ai ơi chở phù đèn dầu, đèn chai khêu mỏi, đèn dầu khỏi khêu. Tôi vẫn hay ăn dầu sợ ở làng An Thái, mà dầu sợ này là rất ngon. Tôi cũng mong muốn rằng là bên dân làng bên đó họ vẫn phát triển cái dầu sợ và duy trì mãi để cho cái dân làng cũng được có để mà ăn. Vì ăn hẳn là dầu sợ là cũng rất tốt cho sức khỏe, nhất là về tim mạch và huyết áp. Cho nên tôi nghe như vậy nên tôi vẫn thương ăn. Ngày nay, rất nhiều gia đình tại làng An Thái vẫn còn duy trì ép dầu sở để sử dụng. Bởi ngoài dùng để ăn và bán, thì nhiều hộ gia đình thường sử dụng dầu sở để làm quà biếu cho bạn bè và bà con xa xứ. Để rồi, những khi ăn dầu sở, bà con xa quê lại nhớ đến quê, nhớ đến một nghề truyền thống mà bao đời nay vẫn được bà con giữ gìn. Thôn cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề là mở rộng cái diện tích cái trong cái dầu sở này, và trong những năm trước thì thôn có cái là chủ trương là trồng thêm mấy hecta cái 4 hecta đất dầu sở, nhưng mà do cái kỹ thuật trong nó không không tốt cho nên là cái cũng chưa mang lại cái hiệu quả. Thì trong những năm tiếp theo thì cũng cố gắng là vận động tuyên truyền bà con để cố gắng là trong cái loại dầu này và để nâng cao cái thu nhập cho bà con. Có thể nói, bên cạnh những cư dân làm nông nghiệp, ngư nghiệp, thì những làng nghề thủ công truyền thống là nét văn hóa đặc sắc, là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của người dân Quảng Trị. Các làng nghề truyền thống là nơi bảo lưu những nét tinh hoa cổ truyền, nơi để các nghệ nhân đua tài, khoe sắc, nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình lao động sáng tạo, nơi cung cấp, buôn bán, trao đổi hàng hóa. Tuy hiện nay, một số nghề thủ công truyền thống đã bị mai một dần và ngày càng đi vào quên lãng, khi mà cuộc sống sôi động và hối hả bởi nền kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển. Nhưng ở các làng quê, vẫn còn đó những nghề thủ công mang lại nguồn kinh tế đáng kể, mà đặc biệt phục vụ tốt cho sức khỏe người dân. Trong đó phải kể đến nghề ép dầu sở của làng An Thái.